Đội trưởng đội không cảm xúc, Đỗ Missy khoe xét quà VIP từ concert Blackpink. Hòa chung không khí của đại hội đen hồng, tộc trưởng Đỗ Missy mới đây đã đăng tải hình ảnh Blake xét quà VIP từ concert Blackpink. Đáng nói là những bức ảnh này được đông đảo dân cư mạng chú ý bởi các biểu cảm, hành động thích thú khác hẳn với ông anh hướng nội đêm hôm kia. Tại buổi concert hôm trước, mọi người thi nhau quẩy đùng đùng, xung quanh ai nấy cũng cầm lightstick nhảy nhót hò hét trước nhan sắc đỉnh cao của Blackpink, thì Đỗ Missy lại ngồi điềm tĩnh, tay cầm quạt phe phẩy vì quá nóng. Nhìn gương mặt thất thần, nụ cười có phần ngờ nghệch này của tộc trưởng mà dân tình không thể nhịn được cười, trông không khác gì phe vé ôm lỗ vậy đó. Được biết, món quà mà Đỗ Missy nhận được có giá trị gần 10 triệu, bao gồm thẻ đeo, 8 cát, mũ bucket và khăn banana. Những món quà này đều có dòng chữ World Tour Hà Nội. À, còn cái búa mà tộc trưởng cầm là vợ anh mua 900.000 nha, chứ không bao gồm trong set quà đâu. Quá là hời, mặc dù lương tháng của anh chỉ có 7-8 triệu, bảo sao hôm nay trông anh hào hứng đến lạ. Nhân tiện ở đây thì ai có set quà VIP như tộc trưởng, khoe luôn cho TV Chen được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.